Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Những đổi thay ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, nơi may cờ, in truyền đơn và phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh Hưng Yên vào tháng 8 năm 1945. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có thư ngỏ kêu gọi chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc tang theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kịp thời ngăn chặn một số vụ chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo. Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Ân Thi có trên 200 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó, một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 22 đồng chí được trao tặng 60 năm tuổi đảng. Một số địa phương có số đảng viên được tặng huy hiệu đảng nhiều như Đảng bộ các xã Xuân Trúc, Vàng Hoa Tám, Đặng Lễ và thị trấn Ân Thi. Việc trao tặng huy hiệu đảng nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cổ vũ động viên các đảng viên tiếp tục phấn đấu cống hiến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển đất nước quê hương giàu đẹp văn minh. Đình Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ là nơi may cờ, in truyền đơn, phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh Hưng Yên vào tháng 8 năm 1945. Dù sự kiện lịch sử ấy đã qua 79 năm, song để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập vẫn không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày một đổi mới và phát triển. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập nằm trong khu an toàn của tỉnh. Nơi đây, người dân sớm đi theo cách mạng, phong trào Việt Minh phát triển mạnh, được sự ủy Bắc Kỳ cho đặt trụ sở giao thông, đồng thời là cơ sở hội họp của Ban Cán sự tỉnh. Trong khi thế sục sôi, thực hiện chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, Ban Cán sự tỉnh đã họp tại Thổ Cốc và phát lệnh khởi nghĩa toàn tỉnh. Theo yêu cầu của Ban Cán sự tỉnh, đội Việt Minh thôn Thổ Cốc đã tập hợp được 24 máy khâu. Ban ngày, giấu ở nhà dân, ban đêm lại mang ra đình làng may cờ, biểu ngữ, truyền đơn, áp phích. Từ đây lan tỏa khắp toàn tỉnh với tinh thần khởi nghĩa. Nhân dân trong xã hào hùng tham gia cuộc biểu tình vũ trang để giành chính quyền. Đảng bộ Hưng Yên có giao cho xã Tân Lập thì có tổ chức ra một cái tổ may cờ gồm 10 người chuẩn bị cho Cách mạng tháng 8. Khi Cách mạng tháng 8 được khởi nghĩa thì từ Đình Thổ Cốc này biểu ngữ cờ Đảng, cờ Tổ quốc bung ra mọi nơi, thì nhân dân rất phấn khởi. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, xã Tân Lập đã xây dựng quê hương phát triển toàn diện về mọi mặt. Diện mạo của vùng quê nghèo năm xưa nay đã đổi thay, tập trung thu hút phát triển công nghiệp, đô thị và trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2013. Đầu tư hoàn thiện nhiều công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học, đặc biệt cùng với hỗ trợ của cấp trên, vừa qua xã Tân Lập đã đầu tư trên 13 tỷ đồng trùng tu tôn tạo toàn phần đình Thổ Cốc. Đây không chỉ là địa chỉ văn hóa tâm linh mà còn là chứng tích lịch sử được địa phương gìn giữ bảo tồn. Đến bây giờ so với ngày xưa thì khác xa lắm, nhất là những năm gần đây thì sau khi mà nông thôn mới triển khai thì đường trường trạm là cảm thấy là rất là to đẹp, đổi mới rõ rệt, cuộc sống dân ấm no, hay hộ nghèo không còn mấy đâu. Phát huy truyền thống cách mạng, mỗi người, mỗi gia đình ở xã Tân Lập đều tự hào được sống trong vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nghiêm túc chấp hành pháp luật, ra sức thi đua, lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa. Trong di chúc, Bác chỉ dành vài dòng nói về việc riêng của mình, nhưng đã gây xúc động mạnh mẽ trong hàng triệu trái tim. Sau khi tôi qua đời,
chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế, đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại không tốn ruộng. Khi ta có điện thì điện táng càng tốt hơn. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh Hưng Yên ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng cho người thân khi qua đời. Giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh có hơn 12.000 trường hợp được hỗ trợ chi phí hỏa táng với tổng số tiền 70 tỷ đồng. Thôn Đồng Xá, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm có gần 240 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Hơn chục năm trở lại đây, 100% số người qua đời trong thôn được đưa đi hỏa táng. Địa phương đấy là nhân dân là rất ủng hộ, là chúng tôi đã xây dựng cách đây khoảng độ chục năm nay. Trước kia, việc tổ chức tang lễ tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử còn một số nghi thức rườm rà tốn kém. Từ tháng 10 năm 2023, xã lựa chọn mô hình dân vận khéo, vòng hoa luân chuyển làm điểm nhấn trong triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn minh. Tôi thấy việc này là rất có ích, có lợi. Thứ nhất là về việc vòng hoa, trước kia chúng ta nhiều quá, lãng phí là vấn đề hai nữa, gây ô nhiễm môi trường. Ngay từ đám tang đầu tiên thì nhân dân trong thôn cũng như trong xã là ủng hộ. Từ đó thì đến nay thì qua 11 tháng thực hiện thì nhân dân chúng tôi đến nay là 21 đám trong toàn xã dùng vòng hoa luân chuyển. Những lời dặn của người trước lúc đi xa là việc riêng tư, nhưng cũng vì công việc chung của đất nước, vì tinh thần tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí. Nhất là trong cái việc tang thì chúng tôi là tổ chức là tất cả các đoàn thể là đi chung một vòng hoa. Việc này là rất là chính đáng và đồng thời đó là thực hiện là chống cái ô nhiễm môi trường. Với những hành động giản dị mộc mạc của Bác và bản thân tôi là một bí thư ban chấp hành đảng bộ sẽ lấy đó để quán triệt trước tập thể ban chấp hành đảng bộ, trước cán bộ và nhân dân để học tập làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng chuẩn mực đạo đức công sở, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng lối sống liêm chính, tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ tài sản công, nguồn lực nhà nước. Đây là sự cụ thể hóa lời căn dặn trong di chúc của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Với hơn 340 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, thời gian qua Đảng bộ xã Hiệp Cường, huyện Kim Động luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách gần gũi, sáng tạo thông qua các phong trào thi đua. Qua đó tạo sức lan tỏa đến mọi người để thay đổi cách nghĩ, cách làm theo gương Bác. Được đánh giá là chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, chi bộ thôn Lương Xá đã triển khai nhiều nội dung chương trình về thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những phần việc cụ thể. Mỗi đoàn thể tổ chức chính trị xã hội thực hiện đăng ký phần việc làm theo gương Bác gắn với lĩnh vực chuyên môn. Cán bộ đảng viên phát huy tinh thần đi trước, làm trước trong mỗi công việc chung của thôn xóm như hiến đất làm đường, tham gia phong trào của địa phương, chi bộ thực hiện, ghi sổ vàng, biểu dương khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích tốt. Chi hội phụ nữ thôn Lương Xá chúng tôi đăng ký về cái phần việc vệ sinh môi trường, luôn tuyên truyền giữ gìn vệ sinh chung này, phân loại rác thải tại hộ gia đình, cắt tỉa đường hoa và làm sao cho cảnh quan xanh sạch đẹp. Ở thôn thì cái việc làm theo lời Bác của chúng tôi thì là cũng đơn giản, việc làm hàng ngày như giữ vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường, tuân thủ theo chính sách và pháp luật của nhà nước. Nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Hiệp Cường thời gian qua được thể hiện sinh động rõ nét ở khía cạnh lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm qua, hơn 500 hộ dân ở các khu dân cư thôn xóm hiến hơn 10.000 mét vuông đất nông nghiệp, đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Các công trình đầu tư công qua địa bàn xã cũng nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, từ đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ mọi người đoàn kết tích cực trong xây dựng quê hương. Trong cái thực hiện giải phóng mặt bằng này thực ra là cũng rất khó khăn, nhưng mà thực hiện theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thì cán bộ đảng viên rất tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tự giác hiến đất
và phá dỡ công trình để thực hiện dự án cho được nhanh, đúng tiến độ. Việc học tập làm theo Bác ở xã Hiệp Cường đang ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm trọng điểm và trở thành hoạt động thường xuyên liên tục trong hệ thống chính trị từ xã đến các thôn và các chi bộ chuyên trực thuộc. Đảng bộ và các chi bộ xác định cái việc học tập làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và hết sức quan trọng. Do vậy là tất cả các nghị quyết của đảng bộ thì tháng nào cũng đưa vào mang chất thường xuyên, liên tục và triển khai đến từng người dân. Từ việc ghi sổ vàng, khuyến khích, động viên các những cái gương điển hình. Nhờ đó, Đảng bộ xã Hiệp Cường luôn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở tiêu biểu của huyện Kim Động trong thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo gương Bác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh tại địa phương. Thời điểm hiện tại, thị trường đồ dùng học tập phục vụ năm học mới 2024-2025 trở nên sôi động, giá các sản phẩm vẫn giữ ổn định. Ngoài giá sách giáo khoa giảm từ 9,6 đến 11% tùy từng bộ sách, thì các sản phẩm đồ dùng học tập phục vụ năm học mới cơ bản giữ ổn định, không có biến động về giá so với những năm trước. Ghi nhận tại thành phố Hưng Yên, các sản phẩm hàng Việt Nam vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, chiếm khoảng 80% thị trường, do có giá cả phù hợp và phong phú, đa dạng cả về kiểu dáng, mẫu mã lẫn chất lượng. Cụ thể, giá các loại vở, giấy kiểm tra dao động từ 9.000 đến 25.000 đồng một quyển, bút chì, bút bi có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng một chiếc, bút dạ, bút xóa có giá từ 8.000 đến 20.000 đồng một chiếc. Tìm những cái nơi thứ nhất là cung cấp sách là chất lượng, và thứ hai nữa là họ có cái chương trình hỗ trợ cao nhất trong mức có thể, để khi mà học sinh và phụ huynh đi mua sách, mua đồ dùng được giảm giá, được chiết khấu, có lợi nhất. Đến thời điểm này, huyện Văn Lâm đã cơ bản hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025. Đến nay, huyện Văn Lâm đã bố trí hơn 900 phòng học, phòng bộ môn, đáp ứng điều kiện về chiếu sáng, quạt mát. Nhiều phòng học được bố trí hệ thống bảng thông minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đến nay, hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn đã được trang bị tối thiểu một phòng tin học, một phòng tiếng Anh. Năm học 2024-2025, huyện Văn Lâm bố trí trên 1.200 giáo viên tham gia giảng dạy. Trong dịp hè, 100% giáo viên trên toàn huyện đã được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Huyện Văn Lâm cũng có cơ chế tạo điều kiện cho các nhà trường chủ động mời giáo viên thỉnh giảng để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là với bộ môn tiếng Anh và tin học ở bậc tiểu học, phân công giáo viên tại trường thừa, tăng cường cho các trường thiếu giáo viên. Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, quê hương của danh tướng Phạm Ngũ Lão, cũng là địa phương có truyền thống hiếu học, với lầu tư văn, bia khuyến học vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Phát huy truyền thống này, những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài được xã Phù Ủng đặc biệt quan tâm. Mặc dù trước đây cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, kinh tế khó khăn, nhưng với tâm niệm nên thợ nên thầy vì có học, gia đình ông Hải luôn nỗ lực vượt khó để tập trung nguồn lực cho con cái học hành và trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Dù làm các công việc gì thì cũng phải có cái kiến thức. Các con tôi và các cháu tôi cũng rất cố gắng để học tập. Đến giờ phút này là có 8 cháu có trình độ đại học. Phù Ủng là một vùng đất có truyền thống hiếu học. Lầu Tư Văn trong quần thể di tích đền Ủng chính là biểu tượng cho truyền thống này. 4 tấm bia đá trong lầu Tư Văn ghi lại tên tuổi sự nghiệp của những người đỗ đạt trong làng qua các kỳ thi thời Lê Nguyễn. Đặc biệt tại Tử Chỉ, Vũ Hồng Lượng còn có 2 tấm bia đá mang phong cách thời hậu Lê, khắc ghi 2 bài thơ khuyến thiện và khuyến học rất đặc sắc. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, xã Phù Ủng tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Quỹ khuyến học của xã hiện vận động được 200 triệu đồng. Hàng năm, hội khuyến học xã đều tổ chức vinh danh khen thưởng cho học bổng cho học sinh đỗ đại học, giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, học sinh nghèo vượt khó, cũng như các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học khuyến tài. Bản thân em muốn là mình có thành tích tốt trong việc học tập để trở thành một người có ích cho xã hội. Em vừa đỗ đại học bách khoa, cảm thấy khá là vui và phấn khởi. Hội khuyến học của xã Phù Ủng đã được Trung ương hội tặng bằng khen và tặng cờ. Thực hiện cái quỹ chúng tôi là thực hiện là rất nghiêm túc, cho nên những người con xa quê có những lòng hảo tâm về tham gia vào cái quỹ đấy thì cũng thấy là rất phấn khởi.
Đến nay, 90% cán bộ công chức xã Phù Ủng có trình độ đại học. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn xã có trên 20 học sinh đỗ vào các trường đại học. Nhiều người con của quê hương Phù Ủng là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, có người là tướng lĩnh trong quân đội. Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn ở mức cao và có chiều hướng gia tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có thư ngỏ kêu gọi chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì một Hưng Yên hưng thịnh, yên bình, an toàn trên mọi nẻo đường. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đảng viên, cán bộ công chức viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là quy định về sử dụng rượu bia. Các trường hợp vi phạm sẽ thông báo về nơi công tác, nơi sinh hoạt đảng theo quy định. Các công ty doanh nghiệp nghiên cứu triển khai việc cấm công nhân người lao động uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc, không giao phương tiện cho người khác chở hàng quá khổ quá tải đã sử dụng rượu bia. Người dân khi tham gia giao thông hãy tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là không tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, tăng cường quan tâm đến an toàn giao thông của con em và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh. Các thông tin phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn, ùn tắc, bất cập về tổ chức giao thông có thể cung cấp cho lực lượng công an qua số điện thoại 02213 863 456 hoặc trang Zalo Công an tỉnh Hưng Yên. Liên tiếp từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo mạo danh các cơ quan chức năng, yêu cầu người dân chuyển số tiền lớn đến tài khoản do các đối tượng cung cấp. Tuy vậy, với tinh thần cảnh giác, các giao dịch viên đã ngăn chặn kịp thời các giao dịch này, bảo đảm tài sản cho khách hàng. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, chi nhánh huyện Văn Lâm, ngân hàng Agribank Hưng Yên 2 đã ngăn chặn một vụ chuyển 130 triệu đồng. Đối tượng tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về vụ ma túy có liên quan đến một người dân và yêu cầu người này chuyển toàn bộ số tiền tại ngân hàng đến số tài khoản mà đối tượng đã cho nhằm chứng minh số tiền trên không liên quan đến ma túy. Cũng trong tháng 6, chi nhánh đã ngăn chặn một vụ chuyển 300 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2024 đã ngăn chặn một vụ chuyển tiền lừa đảo với số tiền 1 tỷ 160 triệu đồng. Thủ đoạn là đối tượng lừa đảo thông báo người dân liên quan đến việc vay ở ngân hàng khác không trả được đang bị cơ quan điều tra. Họ bảo bà coi như có ba tài khoản sản của bà có bao nhiêu thì bà là phải nộp hết vào đấy. Lúc bây giờ là tôi, cái sổ của tôi là có 1 tỷ 160 triệu. Trong cái lúc mà tôi đi lên chỗ ngân hàng ấy, thì họ bảo thế đã đi chưa? Cứ gọi điện thoại mà, bảo tôi đi rồi, đi độ được một đoạn thì họ lại bảo thế đi đến đâu rồi? Thì tôi lại bảo gần đến ngân hàng rồi, thì bắt đầu đến ngân hàng nó lại gọi điện. Khách hàng mà kiểu như có cái biểu hiện lạ thì em cũng tư vấn, chăm sóc, em cũng hỏi han bác, tâm sự với bác. Về sau bác cũng nói thật là có tự xưng là công an gọi điện cho bác ấy nói là bác ấy đang dính đến cái tội phạm buôn bán ma túy, hỏi xem là bác ấy có bao nhiêu tiền và chuyển hết số tiền đấy cho bên công an để công an điều tra. Rồi sau 24 giờ là người ta sẽ trả lại tiền cho bác. Quán triệt đến từng cán bộ, đặc biệt là bộ phận giao dịch viên, mình thấy những cái biểu hiện của khách hàng mà có những biểu hiện khác thường ấy, thì cái này chúng tôi sẽ có những cái tham mưu, cái tư vấn để khách hàng có cái đồng cảm với nhau để chia sẻ, và đồng thời từ đó thì ngân hàng đã ngăn chặn được rất nhiều cái vụ chuyển tiền. Mới đầu thì khách hàng cũng có những cái tâm lý sợ sệt, nhưng sau này chúng tôi tư vấn thì họ sẽ trở lại bình tĩnh hơn và có cái chia sẻ đúng ngân hàng. Tháng 7 vừa qua, phòng giao dịch Như Quỳnh của Vietcombank Hưng Yên nhận được yêu cầu tất toán số tiền tiết kiệm của một khách hàng trị giá 300 triệu đồng. Khi tìm hiểu, các giao dịch viên nắm được thông tin khách hàng tất toán sổ tiết kiệm chuyển vào tài khoản cá nhân của một đối tượng để nhận được một thùng quà gửi từ nước ngoài có chứa 70.000 đô la Mỹ. Phân tích kỹ tình huống qua các dữ kiện, giao dịch viên giúp khách hàng nhận ra chiêu thức lừa đảo của đối tượng. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, cán bộ ngân hàng đã thường xuyên chủ động cập nhật những thông tin hình thức lừa đảo mới để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm, đảm bảo giao dịch an toàn trên nền tảng số, bảo vệ quyền lợi khách hàng và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thanh toán. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.